xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh holic audio trong video này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả tây từ tự hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé Chương 7. Chương 7, đứa trẻ. Dường như những dấu tay chi chít trong phòng đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Nguyễn Vân Tiệp. Cô ta thấy Lâm Trục Thủy sắp bỏ đi liền quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, "Lâm tiên sinh, cứu tôi với. Tôi cầu xin ngài, tôi không thể, tôi không thể chết được." Lâm Trục Thủy mặt mày vô cảm, "Sao cô lại không thể chết?" "Nguyễn Vân Tiệp, nếu nếu tôi chết thì thôi." nhưng còn đứa trẻ trong bụng tôi câu nói của nguyễn vân tiệp khiến mọi người kinh ngạc anh duệ trợn mắt hỏi vân tiệp em có thai rồi ư chuyện khi nào sao em không cho anh biết nguyễn vân tiệp cười khổ tháng trước em mới phát hiện sau khi mơ thấy ác mộng kỳ dị ấy cô ta liền đến bệnh viện khám những phương diện khác thì không có vấn đề gì nhưng bác sĩ phát hiện cô ta lại có thai không được phá Lời giải thích của bác sĩ như xét đánh ngang tai Nguyễn Vân Tiệp, nếu lần này cô tiếp tục phá thai, có khả năng cô sẽ không thể làm mẹ nữa. Nghe vậy, Nguyễn Vân Tiệp liền quyết định sinh đứa bé. Tuy đã lên kế hoạch, nhưng dã từ sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao để sinh nở không phải là sự lựa chọn dễ dàng. Trước khi xảy ra những chuyện này, Nguyễn Vân Tiệp hãy còn do dự. Tôi đáng chết, nhưng đứa trẻ trong bụng tôi vô tội mà nguyễn vân tiệp van nài xin ngài trí ít hãy cứu lấy con tôi khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt có vẻ rất đáng thương anh duệ cũng khổ sở nói lâm tiên sinh biểu cảm của lâm trục thủy khá kỳ lạ chu gia ngư cũng khó lòng miêu tả tâm trạng thực sự của hắn nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự chán ghét và trào phúng trong đó lâm trục thủy đáp đứa bé đương nhiên vô tội mắt Nguyễn Vân Tiệp sáng rực y như tìm thấy phao cứu mạng. Cô ta nức nở nói, Lâm Tiên Sinh, ngài quả là có tấm lòng Bồ Tát. Cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài. Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói, ra Nghĩa Trang xem trước đã. Ý của câu ấy chính là tạm thời đồng ý. Anh Duệ cũng thở phào nhẹ nhóm. Mọi người dùng cơm trưa ở một nhà hàng gần đó. Nguyễn Vân Tiệp không ăn gì, có vẻ đã mất hết khẩu vị. Bình thường anh Duệ nhất định sẽ khuyên nhủ vài câu, nhưng giờ anh ta đã biết những việc Nguyễn Vân Tiệp gây ra nên đối xử với cô ta cũng gay gắt hơn. Trái lại, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư lại đánh chén say xưa, dù sao bọn họ cũng hiếm khi được ra ngoài ăn. Lâm Trục Thủy thậm chí còn không thèm đụng đũa, biểu cảm trên mặt lạnh lùng hơn thường ngày nhiều, khiến anh Duệ có bao nhiêu lời muốn nói mà cứ kẹt trong họng, nhấp nhổm không yên việc mai táng vốn phải chọn ngày rồi cử hành nghi thức, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Nếu bọn họ còn kéo dài thời gian, không chừng lúc hoàn tất thì gia Nguyễn Vân Tiệp đã bị lột sạch. Vì vậy sau khi cơm nước xong, mọi người lập tức đến Nghĩa Trang. Thời tiết hôm nay không tệ, trong khuôn viên Nghĩa Trang trồng rừng thông, coi như mát mẻ. Chu Gia Ngư thấy tấm bia anh Duệ đặt làm, phía trên chỉ có bốn chữ, mộ phần của con, ngay cả cái tên cũng không có. Nguyễn Vân Tiệp bị sảy thai khi đứa bé mới được 3 tháng, đương nhiên không có tên. Nếu cô ta không làm mấy thứ tà môn ngoại đạo này thì nó đã được đầu thai từ lâu, có lẽ bây giờ đã chào đời lần thứ hai rồi. Chu Gia Ngư nghĩ tới đây thì thấy khó chịu, thẩm nhất cùng còn thể hiện rõ ràng hơn, thái độ ra mặt với anh Duệ và Nguyễn Vân Tiệp. Hóa tảng xương cốt của đứa trẻ, để vào hộp cho rồi chôn cất. Quá trình kéo dài khoảng 2 tiếng, Nguyễn Vân Tiệp cũng mang khẩu trang và kính dâm suốt 2 tiếng, mãi đến khi đứa con chuẩn bị hạ huyệt, cô ta mới chịu tháo xuống. Thẩm Nhất cùng trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng không nhịn được mắng, "Con cô bị cô hại thê thảm mà cô vẫn tỏ thái độ như thế? Có bị nó giết cũng đáng đời." Nói đoạn, cậu ta vội vàng nhìn Lâm Trục Thủy, thấy Lâm Trục Thủy không nói gì bèn nhổ một bãi nước bọt về phía Nguyễn Vân Tiệp. Chu Gia Ngư trông mà buồn cười, Nguyễn Vân Tiệp tái mặt, định phản bác nhưng lại bị anh Duệ kéo tay, lúc đó mới hậm hực nuốt xuống. Từ lúc đồng ý hỗ trợ chôn cất đứa trẻ, Lâm Trục Thủy gần như không nói tiếng nào. Anh Duệ muốn xoa dịu không khí bèn bắt chuyện vài câu nhưng Lâm Trục Thủy chẳng buồn đáp lại, có vẻ hắn đã chán ngán cặp đôi này đến tận cổ. Anh Duệ tự rước nhục, cười gượng vài tiếng rồi cũng lặng thinh đặt hộp đựng cho của đứa bé xuống huyệt, dùng xi măng lấp lại, lâm trục thủy cúi người, đốt ba nén nhang, hắn thì thầm gì đó trong miệng rồi cắm nhang trước bia mộ. Khoảnh khắc chân nhang cắm xuống đất, Chu Gia Ngư rõ ràng trông thấy một quần sáng màu vàng tỏa ra từ người lâm trục thủy, ngay sau đó, cậu nghe tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên bên tai. Linh hồn của đứa trẻ đã được thanh tẩy rồi sao? Chu Gia Ngư nghi hoặc nghĩ. Lâm Trục Thủy chậm rãi xếp đồ cúng trước ngôi mộ, còn dặn anh Duệ Thanh Minh hàng năm nhất định phải tới cung phụng hương khói, liên tục làm vậy mấy chục năm mới có thể hóa giải nỗi hận của đứa trẻ. Anh Duệ gật đầu đồng ý. Nguyễn Vân Tiệp hỏi, "Lâm tiên sinh, vậy, vậy ba người còn lại ở nhà tôi thì sao?" "Lâm Trục Thủy, hai cốt đâu?" Nguyễn Vân Tiệp hơi khựng lại, cô ta ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói, "Tôi, tôi vứt rồi." Theo lý thuyết, nghe câu trả lời như thế thì có là thánh cũng phải nổi giận, nhưng vẻ mặt Lâm Trục Thủy vẫn chẳng hề thay đổi, tựa như đã sớm đoán được đáp án của cô ta, lập mộ chôn quần áo đi. Y quan chủng, mộ chôn quần áo, trong trường hợp không tìm được thi thể hoặc đã mai táng thi thể ở nơi khác, người ta sẽ lập mộ chôn quần áo và các di vật để tưởng nhớ. Nguyễn Vân Tiệp thở vào nhẹ nhõm. Anh duệ nói, việc này Thế là sao mà? Lâm Trục Thủy biếng nhác trả lời, tôi cứ tưởng anh sẽ hỏi ba đứa trẻ kia có phải con anh không cơ đấy. Vẻ mặt anh duệ cứng đờ, hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất chuyện này, ngầm thừa nhận những đứa trẻ đó không phải là con của anh ta và Nguyễn Vân Tiệp. Lời nhắc nhở của Lâm Trục Thủy khiến anh ta bừng tỉnh, anh ta quay sang nhìn Nguyễn Vân Tiệp, không thể tin nổi, Nguyễn Vân Tiệp. Rốt cuộc cô đã làm những chuyện gì sau lưng tôi? đứng giữa nắng hè trói trang nhưng Nguyễn Vân Tiệp lại run lẩy bẩy. Cô ta cắn chặt môi, gượng gạo nói, anh Duệ, em. Em cũng không còn cách nào khác. Anh Duệ quát ầm lên, không còn cách nào. Mẹ kiếp, cô vẫn dám nói là cô không còn cách nào ư. Nguyễn Vân Tiệp không lên tiếng. Có những câu chuyện giống hệt một cuộn dây, tìm được đầu dây rồi, chỉ cần kéo nhẹ là cuộn dây sẽ bung ra, phơi bầy toàn bộ chân tướng. Anh Duệ gặng hỏi cô ta, "Cô nói cho tôi biết, ba đứa trẻ đó có phải là con của chúng ta không?" Nguyễn Vân Tiệp cắn răng đáp, "Không, không phải của anh." Dứt lời, khuôn mặt anh Duệ trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, nếu không suy xét đến việc trong bụng Nguyễn Vân Tiệp đang có một sinh mạng, chắc chắn anh Duệ đã cho cô ta một bạt tai rồi. Nguyễn Vân Tiệp nước mắt như mưa, "Nhưng hiện tại em đang mang thai giọt máu của anh thật mà." em sẽ giải nghệ rồi sinh con, sau đó chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc nhé. A à, Duệ Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đứng cạnh nhìn mà thầm chửi đậu má trong lòng. Sái bát cũng góp vui, đến nước này thì còn làm gì được, đương nhiên là chọn tha thứ cho cô ta chứ sao. Chu Gia Ngư Nếu muốn cuộc sống sau này không gặp trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải có một, hai cái sừng. Anh Duệ hiển nhiên không biết mình đã trở thành chúa tể của những chiếc sừng. Sắp tăng sông tới nơi mà tên thầm nhất cùng này còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nhồi thêm một câu. Đừng tức giận hỡi người anh em thiện lành. Ba đứa nhóc kia chưa chắc là cùng một cha mà. Anh Duệ. Nguyễn Vân Tiệp khóc thút thít, nghẹn ngào nói, em cũng không muốn thế, nhưng nếu em không nghe lời bọn họ thì làm sao có tài nguyên, làm sao được như bây giờ. Anh Duệ chẳng muốn nghe nữa, quay lưng bỏ đi, Nguyễn Vân Tiệp khóc sướt mướt níu kéo lại bị anh ta hất ra. Nguyễn Vân Tiệp đứng không vững nên ngã sấp xuống đất, cô ta đưa tay ôm bụng, kêu la thảm thiết, Duệ, bụng em đau quá. Bước chân anh Duệ hơi khựng lại. Tuy Chu Gia Ngư không ưa nổi người phụ nữ này nhưng dù sao cô ta cũng đang bụng mang dạ chửa. Cậu đang định tiến đến xem có nghiêm trọng không thì Lâm Trục Thủy đứng cạnh lại thản nhiên nói, không xảy thai được đâu chu gia ngư ngơ ngác hà lâm trục thủy lạnh lùng nở nụ cười giọng hắn rất khẽ chỉ có người đứng sát bên mới miễn cưỡng nghe được cho dù không muốn thì cũng phải sinh nó ra chu gia ngư sửng sốt mấy thứ này đâu phải muốn bỏ là bỏ nào có dễ dàng như vậy đó là câu nói sau chót của lâm trục thủy chu gia ngư hiểu ý hắn lúc cậu quay sang nhìn nguyễn Vân tiệp anh duệ đã đỡ cô ta dậy hai người ôm nhau khóc lóc, ai không biết sự thật có khi còn thấy xúc động trước cảnh này. Chu Gia Ngư âm thầm cảm thán. Sau khi hạ táng cho đứa trẻ, đoàn người lại trở về biệt thự của Nguyễn Vân Tiệp. Tất cả đồ đạc trong nhà, từ rèm cửa sổ đến thảm trải sàn đều đổi thành màu sáng. Lâm Trục Thủy đi vào kiểm tra, lúc đi ra có nói phòng ngủ kia tạm thời không thể sử dụng. Sau đó hắn chọn một phòng trên lầu 3, đặt mấy món đồ còn sót lại của ba đứa trẻ vào đó làm mộ chôn quần áo. Nguyễn Vân Tiệp nổi tiếng được 8 năm, phá thai 4 lần, nuôi 4 con cu man thong. Mỗi khi hiệu lực của cu man thong bắt đầu thuyên giảm, cô ta lại tính đến chuyện thỉnh một con mới về. Chu Gia Ngư tìm thấy ba con cu man thong còn lại dưới tầng hầm. Ba con búp bê được đặt trong một cái hộp, thân mình bằng kim loại đã dì xét, nhưng vẫn có thể cảm giác được không khí kỳ lạ tỏa ra khi lâm trục thủy nhìn thấy chúng hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát thở dài mọi chuyện đều có nhân quả duyên phận nếu không hận thì đi đi hình như chu gia ngư nhìn thấy ba con búp bê khẽ nhúc nhích chôn búp bê xuống đất lập bàn thờ nguyễn vân tiệp và anh duệ cùng quỳ xuống vái lại xong xuôi đâu đấy thì lâm trục thủy phải về anh Duệ cũng không có lý do gì để giữ hắn lại, đành đặt vé rồi tiễn bọn họ ra sân bay. Chu Gia Ngư vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng khi sắp qua cửa kiểm tra an ninh, Chu Gia Ngư chợt bắt gặp một hình ảnh khiến cậu sờn tóc gáy. Sau lưng Nguyễn Vân Tiệp chợt xuất hiện vô số dấu tay nhỏ xíu, chúng đen kịt, hẳn trên lưng Nguyễn Vân Tiệp trông rõ mồn một. Mà Nguyễn Vân Tiệp như chẳng hề hay biết, vẫn đang mỉm cười rạng rỡ có lẽ là do chu gia ngư cứ đứng ngay ra thẩm nhất cùng hỏi cậu làm sao vậy chu gia ngư gượng cười đáp không không sao cậu đi vài bước lại thấy hơi do dự bèn quay lại liếc nhìn nguyễn vân tiệp nguyễn vân tiệp đang vẫy tay chào tạm biệt bọn họ lần này chu gia ngư nhìn thấy rất rõ bên chân cô ta có mấy khuôn mặt nhỏ xíu ngưng tụ từ xương khói y hệt một đám trẻ đang ôm chân cô ta cười đùa nhìn về hướng này mà cơ thể của chúng lại hòa vào người của Nguyễn Vân Tiệp. Lâm Trục Thủy, tiên sinh, cô ta sẽ chết sao? Lâm Trục Thủy đáp, tôi không biết. Thẩm Nhất cùng thấy Lâm Trục Thủy nói đến là bình tĩnh, cũng hiểu Nguyễn Vân Tiệp chắc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Có điều cậu ta vẫn tò mò, tôi thấy tiên sinh không sử dụng các phương pháp trừ tà mà chỉ đơn giản cúng bái đám tiểu quỷ kia. Nỗi hận của chúng dễ dàng hóa giải đến vậy ư? Lâm trục thủy lạnh nhạt nói, tại sao phải hóa giải? Chúng vốn không định lấy mạng Nguyễn Vân Tiệp. Thẩm nhất cùng và Chu Gia Ngư nghe vậy đều tỏ vẻ nghi hoặc, cũng không hiểu đám quỷ nhỏ đó rốt cuộc muốn gì. Thẩm nhất cùng hơi trần chờ nếu chúng không muốn giết Nguyễn Vân Tiệp, tại sao lại lột ra bụng cô ta? Lâm trục thủy nhắm mắt, từ tốn nói, chúng chỉ định nhắc nhở cô ta thôi. Đám quỷ nhỏ muốn nhắc nhở Nguyễn Vân Tiệp không được đụng vào đứa bé trong bụng, có lẽ Nguyễn Vân Tiệp hiểu sai ý, tưởng bọn chúng muốn lấy mạng cô ta. Bấy giờ Thẩm Nhất Cùng mới hiểu ra, tuy cậu ta và Chu Gia Ngư vẫn còn thắc mắc vài chỗ, nhưng thấy Lâm Trục Thủy không muốn nói nữa bèn tạm thời gác lại chuyện này. Mấy tháng tiếp theo, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư đều quan tâm tin tức của Nguyễn Vân Tiệp nhiều hơn. Dù sao cô ta cũng là ảnh hậu Giải nghệ cũng được xem là tin giật gân. Chỗ bọn họ ở không có tivi, vậy nên thẩm nhất cùng hay dùng điện thoại lướt báo mạng, còn rủ Chu Gia Ngư xem cùng. Nguyễn Vân Tiệp không nói dối, bụng cô ta từ từ to lên. Không biết có phải do cách màn hình không, thần sắc Nguyễn Vân Tiệp trên báo nhìn không tệ, da rẻ hồng hào, không sợ hãi bất an như lần đầu gặp bọn họ. Chu Gia Ngư xem xong, cứ tưởng chuyện này cứ thế trôi qua. Mãi đến 10 tháng sau, cậu nghe Thẩm Nhất cùng kể rằng, Nguyễn Vân Tiệp điên rồi. Nguyễn Vân Tiệp hạ sinh một bé trai trong bệnh viện, cô ta mặc kệ cơ thể yếu ớt vừa sinh nở của mình, bỏ dậy khỏi giường bệnh gào khóc nói có ma. Cuối cùng bệnh viện thật sự hết cách, đành tiêm cho cô ta một mũi an thần thì cô ta mới bình tĩnh lại. Thẩm Nhất cùng hỏi, sao cô ả à lại đột nhiên phát điên nhỉ? Chẳng lẽ đứa trẻ đó có vấn đề gì sao? Chu Gia Ngư không hé răng, cậu nhớ tới ba cái bóng đi theo Nguyễn Vân Tiệp. Chỉ có vài người biết chuyện Nguyễn Vân Tiệp phát điên, anh Duệ và quản lý của Nguyễn Vân Tiệp đè hết tất cả các tin tức, chỉ nói cô ta bị trầm cảm sau khi sinh, trạng thái tinh thần không tốt. Khi đứa con chào đời, anh Duệ ôm tâm trạng lo lắng mang bé đi kiểm tra ADN, may mà nó thật sự là con ruột của anh ta. Đến tiệc đầy tháng của bé, anh ta cũng gửi thiệp mời cho Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư cứ tưởng Lâm Trục Thủy sẽ không đi, nào ngờ Lâm Trục Thủy lại đồng ý, còn dẫn cậu theo cùng. Vì vậy Chu Gia Ngư cũng tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đã khiến Nguyễn Vân Tiệp hóa điên hóa giải. Đó là một bé trai rất dễ thương, thừa hưởng nét đẹp của Nguyễn Vân Tiệp, dù còn nhỏ nhưng cũng có thể thấy tương lai sẽ là một Mỹ Nam. Khi Chu Gia Ngư gặp bé, bé còn đang ngủ say. Hàng mi dài như cánh quạt phủ bóng xuống gương mặt, nhìn thôi cũng cảm thấy trái tim tan chảy. Nguyễn Vân Tiệp sao rồi? Lâm Trục Thủy hỏi anh Duệ đang đứng cạnh. Anh Duệ thờ ơ đáp, trong viện điều dưỡng. Lâm Trục Thủy thản nhiên nói, ít nhất cũng giữ được cái mạng. Nhưng anh Duệ nghe xong lại cười lạnh, một kẻ độc ác như vậy thì sống hay chết có gì khác nhau? Anh ta và Nguyễn Vân Tiệp đã yêu đương 8 năm trời cứ ngỡ sắp tu thành chính quả thì phát hiện hóa ra Nguyễn Vân Tiệp đã lầm đường lạc lối từ lâu. Sau sự kiện Cuman Thong, anh ta đi điều tra vụ Nguyễn Vân Tiệp phá thai thì lại có phát hiện mới. Không hề có chuyện tim thai đột ngột ngừng đập, đứa con anh vẫn luôn mong móng là một sinh linh khỏe mạnh, nhưng lại có một người mẹ ác độc. Sau này thằng bé sẽ là đứa con duy nhất của tôi. Anh Duệ nói, tôi không có ý định tái hôn, chỉ muốn nuôi dạy thằng bé thật tốt khi nhìn về phía đứa trẻ, trong mắt anh Duệ không còn sự lạnh lùng và căm ghét khi nhắc tới Nguyễn Văn Tiệp mà đầy áp tình cha. Thế cũng tốt, Lâm Trục Thủy nói. Tiệc tàn, Lâm Trục Thủy liền dẫn Chu Gia Ngư quay về. Hai người một trước một sau bước đi, lúc tới huyền quan, Lâm Trục Thủy đang đưa lưng về phía Chu Gia Ngư chợt nhẹ nhàng hỏi một câu, cậu có nhìn thấy không? Chu Gia Ngư mờ mịt, cái gì? Lâm Trục Thủy đưa tay chỉ lên trần nhà. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, khi nhìn thấy thứ đang lơ lửng trên cao thì hít sâu một hơi. Chỗ trần nhà ngay phía trên xe nôi mà em bé đang ngủ có ba cái bóng đen kịt, dù ngũ quan hơi mờ ảo, nhưng Chu Gia Ngư lại có thể cảm giác được sự vui sướng trên gương mặt chúng. Chu Gia Ngư, hình như chúng đang vui. Lâm Trục Thủy, ừm. Chu Gia Ngư, chúng thích đứa trẻ đó à? Câu chữ của Lâm Trục Thủy rất thâm thúy, ít nhất là thích hơn mẹ của nó. Chu Gia Ngư không biết phải nói gì. Cơ mà đó là chuyện của 10 tháng sau, lúc này Chu Gia Ngư đã về tới tòa nhà gỗ 3 tầng kia. Thẩm nhất cùng nằm dài ra ghế salon, Chu Gia Ngư thì đi nấu bữa tối đơn giản. Chu Gia Ngư cứ tưởng về nhà sẽ gặp Thẩm Nhị Bạch, nhưng cậu lại phát hiện nhà cửa trống trơn, hình như đã không có ai ở nhà từ mấy ngày trước, cậu bèn thuận miệng hỏi vài câu. Hẳn là cũng ra ngoài làm việc. Thẩm nhất cùng bổ sung, sắp tới tháng 7 rồi, nhưng các anh ấy đều đã ra ngoài, thế thì chẳng phải tôi sẽ được đi theo anh và tiên sinh đến cuộc thi à. Nói đoạn, cậu ta có vẻ vui lắm. Chu Gia Ngư ăn một miếng mì, nghi ngờ hỏi, thế thi là thi cái gì mới được? Cậu là người ngoài nghề, chẳng biết gì cả. Nội dung thi đấu thay đổi theo từng năm những người tham gia vô cùng lợi hại còn anh ấy à thẩm nhất cùng soi chu gia ngư từ đầu đến chân mặt lộ vẻ ghét bỏ qua được sơ tuyển là tạ ơn trời đất rồi chu gia ngư lại một lần nữa cảm thấy học sinh yếu ở đây không hề có nhân quyền lâm trục thủy hiển nhiên không tin tưởng chu gia ngư mấy hôm sau hắn đến đây gọi cậu vào phòng sách chu gia ngư còn tưởng lâm trục thủy sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện cấp tốc vô cùng khốc liệt Kết quả Lâm Trục Thủy lấy ra một cây bút lông và một tấm bùa, bảo Chu Gia Ngư tập vẽ. Chu Gia Ngư kinh ngạc, không có kỹ thuật gì sao? Lâm Trục Thủy, kỹ thuật gì? Chu Gia Ngư, ví dụ như dồn khí đan điền. Lâm Trục Thủy, đọc truyện kiếm hiệp ít thôi. Chu Gia Ngư, xấu hổ quá đi mất. Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ trên mặt bàn, nói, làm nghề này một là có thiên phú hai là có kinh nghiệm xem nhiều làm nhiều thì tự khắc sẽ biết cậu luyện vẽ bùa đi lâm trục thủy cho chu gia ngư vẽ một lá bùa khá phức tạp nếu muốn vẽ bằng một nét cho thật trôi chảy không luyện mấy tháng chỉ sợ sẽ thất bại chu gia ngư vẽ thử một lần thành phẩm trông vô cùng thê thảm chu gia ngư khẽ hỏi lâm tiên sinh thế thế bùa này có tác dụng gì lâm trục thủy bình thản đáp Bảo cậu vẽ thì cậu cứ vẽ đi. Sao hỏi nhiều vậy, xem ra hắn không muốn trả lời. Chu Gia Ngư hết cách, đành bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Lâm Trục Thủy im lặng ngồi cạnh, ban đầu Chu Gia Ngư vẽ còn thuận lợi, nhưng sau khi vẽ được vài tấm thì thấy có gì đó không đúng. Cây bút trong tay cậu càng lúc càng nặng, tốc độ vẽ cũng chậm hẳn đi, cuối cùng cậu thậm chí không cầm bút nổi nữa ngay khi chu gia ngư tự hỏi có nên báo cáo tình hình của mình cho lâm trục thủy biết không cậu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh tuôn ra từ bên hông mình luồng khí đó men theo cột sống của cậu rồi lan tỏa khắp nơi tràn vào chân tay cảm giác nhức mỏi trên cánh tay cũng biến mất chu gia ngư lập tức nhớ đến hình xăm thủy mặc được lâm trục thủy xăm cạnh eo cậu hỏi sái bát phong thủy còn có ngón này cơ à sái bát nói ngón gì nghe chu gia ngư tóm tắt lại cảm giác của mình xong chim nhỏ vô cùng kích động không hổ là lâm trục thủy thật sự quá lợi hại ngài ấy dạy anh vẽ bùa thì anh cứ học cho đàng hoàng chắc chắn có lợi chu gia ngư vô cùng tán thành hai người đang nói chuyện lâm trục thủy vẫn đang yên lặng ngồi cạnh bỗng chợt cau mày cậu đang nói chuyện với ai vậy chu gia ngư lập tức im bặt sái bát cũng căng thẳng đưa móng nhỏ bịt kín mò mình lâm trục thủy hơi nghiêng đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc hình như đang suy nghĩ xem tại sao rõ ràng trong phòng không có ai hắn lại loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán chu gia ngư nói dối tiên sinh tôi có nói gì đâu lâm trục thủy ồ chắc là tôi nghe nhầm chu gia ngư lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán tuy cậu biết sự tồn tại của sái bát là trái với lẽ thường nhưng bọn họ không ngờ lâm trục thủy thậm chí có thể cảm giác được hành động của cả hai may mà lâm trục thủy chỉ nghe được đôi chút nếu không chu gia ngư thật sự lo rằng mình sẽ bị đem đi nghiên cứu vẽ bùa đã khó rồi mà bên cạnh còn có một ông lớn mặt mày lạnh tanh ngồi đó chu gia ngư áp lực kinh khủng cũng may lâm trục thủy chỉ kèm chu gia ngư một ngày hôm sau không đến nữa nhưng chu gia ngư không dám lơ là dù sao trước khi đi lâm trục thủy đã nói rất rõ là hắn sẽ kiểm tra thế nên dù khó vẽ cỡ nào chu gia ngư cũng phải kiên trì tiếp tục cậu không thể quên thân phận thật sự của mình thẩm nhất cùng biết chu gia ngư bắt đầu tập vẽ bùa thì đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được dự thi cậu ta than thở suốt ngày nói thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm chu gia ngư hỏi cậu ta ai là thê ai là thiếp thẩm nhất cùng tuổi thân vô cùng. Hừ, tôi đã bái tiên sinh làm sư phụ, cử hành lễ bái sư, tiên sinh còn uống rượu của tôi đấy. Lúc đó Chu Gia Ngư đang xào rau, nghe thấy lời ngụy biện của thẩm nhất cùng bèn hét ra ngoài, mong tôi còn bị nhìn đây nè. Phòng khách lặng ngắt như tờ. Chu Gia Ngư lấy làm lạ, tự hỏi sao thẩm nhất cùng không đáp trả. Ai ngờ cậu vừa thò đầu ra nhìn đã mặt đối mặt với Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư hoàn toàn choáng váng. Lâm Trục Thủy bình thản hỏi một câu, "Ai nhìn mông cậu?" Chu Gia Ngư. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.